Good morning. I'm Father Jamshed Albert Gill, OP. I'm son of Ibn Maryam Vice Province and I'm socius for Asia Pacific region. This year we had first Asia Pacific Conference of Cooperative Brothers in Vietnam. And this was for the brothers of Asia Pacific. We had brothers from Vietnam, Indonesia, Philippines, Queen of China, Taiwan, and Solomon Island, Papua New Guinea rather. And there were about 24 participants in this conference, 18 from Vietnam itself. The conference theme was Missionary Disciples, and we talked about Pope Francis' invitation about Predicator Graciae, Preacher of Grace, and we discussed how a cooperative brother can be a missionary disciple, how a cooperative brother preaches the good news that he has received from God. And in this meeting, there were two sessions. One was about the life of St. Martin de Porres, how he can be example and inspiration for the cooperative brothers. And second talk was about how a cooperative brother can be missionary disciple. We had successful conference from 26th to 31st of July 2024. And all the brothers were very happy. In our last session, the brothers commented that it was a very good experience of fraternity. It was a very good experience of family, and it was a very good of experience of fraternal life. God bless all of us. God bless our order. God give us more vocations, Dominican vocation, and especially cooperative brothers. God bless you all. Thank you. Xin chào mọi người. Tôi là tu sĩ Jose Lê Hoàng Nguyên, thuộc tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi rất là vui khi mà tham dự đại hội tu huynh lần này. Đây là một lần đầu tiên một đại hội tu huynh được diễn ra tại Việt Nam. Tôi có nhiều cái niềm trăn trở thao thức với đời sống của ơn gọi Đa Minh. Và hôm nay thì qua cái đại hội này thì tôi được biết rõ hơn, cảm nghiệm nhiều hơn và sâu hơn đối với một cái tinh thần sống của một anh em trợ sĩ trong dòng Đa Minh. Tôi cảm thấy rất là vui khi gặp gỡ được nhiều anh em quốc tế cũng theo cái tinh thần ơn gọi trợ sĩ giống như tôi. Và tôi cũng đã nghe được nhiều điều chia sẻ từ họ. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều cái đại hội về tu huynh như thế này được diễn ra để anh em có thể đào sâu và học hỏi, chia sẻ với nhau hơn để hiểu biết và sống trong cái thứ vụ cũng giống như đời sống của một anh em trợ sĩ Đa Minh thực sự là mang lại nhiều cái hữu ích cho cộng đoàn cũng giống như cho dòng. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ biết nhiều hơn về cái tinh thần sống của anh em trợ sĩ Đa Minh sau cái đại hội này. Và tôi mong muốn rằng là anh em trợ sĩ Đa Minh cũng sẽ được hạnh phúc nhiều hơn trong cái đời sống ơn gọi của mình qua tất cả những cái gì mà anh em đã đón nhận qua cái đại hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng những anh em không có cơ hội tham gia cũng có thể hiểu được và biết được nhiều hơn về cái tinh thần sống của anh em trợ sĩ Đa Minh của Việt Nam cũng giống như thế giới. Tôi mong muốn rằng là nhiều người trẻ sẽ hiểu hơn về đời sống của anh em trợ sĩ Đa Minh qua cái đại hội này. Nó như là một sự quảng bá về hình ảnh của những anh em trợ sĩ Đa Minh. Tôi mong muốn điều đó và tôi hy vọng rằng mọi sự sẽ được Thiên Chúa chúc lành trong tất cả mọi sự. Xin cảm ơn tất cả các bề trên, những người đã có trách nhiệm lo lắng cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Xin chào tất cả các bạn. Brother Melancio Garcia OP, a cooperative brother of the Dominican province of the Philippines. For this whole week of Asia Pacific Conference for Cooperative Brothers, it's really amazing what I have said before in one word, because of I met a different brothers different from different provinces,
And I know that this is the first time, but it's really different. And I feel that this I really enjoy the company of brothers, the company of the community. We were sharing each other our talents and our ideas, and of course through the help of our organizers like Father Jamshed and also Father Joseph, who really gave their time, and also the staff of this conference. I really appreciated, and of course I'm also very blessed and fortunate for this kind of gathering. I hope that we have a more vocation for cooperative brotherhood, not only here in Vietnam, but also in the Asia Pacific. Thank you. Xin chào tất cả anh em. Tôi là tu sĩ Phêrô Martin Vũ Đức Duy. Tôi đến từ tỉnh Dòng Việt Nam. Sau một tuần đại hội của các anh em trợ sĩ vùng châu Á Thái Bình Dương, cảm xúc bây giờ trong tôi rất là vui và hạnh phúc. Vì qua đại hội này tôi có thể gặp được tất cả các anh em ở trong vùng châu Á Thái Bình Dương, được chia sẻ cũng như được nghe những cái hành trình ơn gọi của mỗi anh em và nhận ra được cái sứ vụ của anh em trợ sĩ Đa Minh ở trong dòng thật là đa dạng và được rất là phong phú. Chúng tôi được chia sẻ với nhau rất là nhiều những câu chuyện vui có, buồn có, và bên cạnh đó thì chúng tôi nhận ra được là ơn gọi trợ sĩ trong dòng Đa Minh là một ơn gọi đặc biệt trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng tôi hết sức bất ngờ vì cái số lượng anh em trong tỉnh dòng Việt Nam đứng đầu trên trong toàn dòng, và là một điều rất bất ngờ đối với tất cả các anh em ở vùng châu Á Thái Bình Dương này. Đây cũng là một ân huệ mà Thiên Chúa dành cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin tri ân dòng, tri ân tỉnh dòng đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự một đại hội mang tầm cỡ quốc tế. Tôi hy vọng rằng qua đại hội này có thể chia sẻ được với tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới biết về ơn gọi trợ sĩ Đa Minh là một ơn gọi đặc biệt, và hy vọng các bạn sẽ đến ở với chúng tôi để tìm hiểu đời sống cũng như là sứ vụ của anh em trợ sĩ Đa Minh Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý cha và anh em, chúng con vừa trải qua một tuần đại hội anh em trợ sĩ Đa Minh vùng châu Á Thái Bình Dương. Trước hết chúng con xin hết lòng tri ân tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con có một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này. Chúng con xin tri ân dòng, cảm ơn cha bề trên giám tỉnh, quý cha trong ban tổ chức, quý cha và anh em trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng con có một tuần đại hội anh em tu huynh vùng châu Á Thái Bình Dương rất là tốt đẹp và vui tươi. Kính thưa quý cha và anh em, trước ngày lên đường để tham dự cuộc họp này thì hầu hết anh em trợ sĩ Đa Minh chúng con rất là ngại ngùng, sợ hãi, bởi vì cái rào cản lớn nhất của chúng con trong cái cuộc đại hội này đó là ngôn ngữ. Nhưng mà sau 2 ngày được ban tổ chức tập huấn cho chúng con và đã chuẩn bị trước cho chúng con thì anh em chúng con cũng có một vốn ít ỏi tiếng Anh để có thể giao tiếp, để có thể học hỏi với nhau được. Và sau đó thì chúng con khi mà ngày đại hội chính thức bắt đầu thì chúng con rất là vui tươi được gặp gỡ nhau, được anh em trong vùng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng đến từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà giờ phút này thì anh em chúng con không bị ngăn cản bởi cái ngôn ngữ nữa, bởi vì từ ánh mắt đến trái tim không bằng dùng cái ngôn ngữ, nhưng mà chúng con lại dùng bằng ngôn ngữ cơ thể. Từ ánh mắt đến trái tim, từ nụ cười cho đến cái nhìn, là chúng con từ đó thì chúng con được học hỏi với nhau, được gần gũi nhau, được chia sẻ với nhau, được cùng nhau tham dự các giờ kinh phụng vụ và thánh lễ, rồi cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau giải trí và những việc khác. Chúng con được gần gũi nhau, từ đó để nối kết chúng con lại gần nhau hơn, không còn ngăn cách với các quốc gia nữa, và từ đó anh em chúng con được hiểu nhau hơn.
từ những cái câu chuyện mà anh em chia sẻ, từ những cái thao thức mà anh em nêu lên và từ những cái ước vọng mà anh em đề ra, thì chúng con hiểu nhau hơn, chúng con gần gũi nhau hơn. Và trong những cái ngày đại hội đó thì mặc dầu cái chương trình của chúng con rất là dày đặc từ 6 giờ sáng cho đến gần 10 giờ đêm, nhưng mà tất cả anh em từ Việt Nam cho đến các quốc gia khác cũng đều nhiệt tình ủng hộ, nhiệt tình tham dự, rất là làm việc rất là tích cực. Từ đó thì chúng con qua những cái câu chuyện anh em chia sẻ thì chúng con được hiểu nhau hơn và dường như là chạm vào trái tim nhau, chạm đến cái sự đồng cảm với nhau. Và chúng con rất là cảm thấy vui, cảm thấy là trước ngày mà kết thúc thì mỗi anh em nói một từ và rất là nhiều từ, ví dụ như là từ wonderful, từ là thank you và family, đó là những cái từ mà diễn tả mỗi người chỉ một từ thôi mà chúng ta diễn tả được hết những cái niềm vui, cái niềm hân hoan và cái tình huynh đệ đàm mình. Qua cái buổi đại hội này chúng con hiểu với nhau hơn và cùng nhau giúp nhau thăng tiến trong cái ơn gọi trợ sĩ và thi hành sứ vụ được giao phó một cách nhiệt thành hơn, để cùng nhau dẫn bước theo Chúa Kitô trên con đường mà Thánh Đa Minh đã vạch ra. Qua đây chúng con cũng xin hết lòng tri ân cha bề trên tổng quyền, quý cha phụ tá, quý cha giám tỉnh và tất cả anh em trong gia đình Đa Minh đã yêu thương đồng hành và nâng đỡ chúng con trong đời sống ơn gọi. Xin tiếp tục nâng đỡ đồng hành chúng con để mỗi anh em chúng con luôn trung thành với ơn gọi, trung tín với những lời tuyên khấn và trung kiên nhiệt thành thi hành sứ vụ được trao phó để nhằm cứu độ các linh hồn. Con xin cảm ơn quý cha và anh em.